Học còn nhớ ba Thích quá ta Xin chào các bạn Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học ba chữ Hán Đó là chữ bì, bỉ và ba Các bạn hãy thử nhìn xem sẽ có phát hiện ra là ba chữ Hán này có đặc điểm gì đặc biệt không nhỉ? Có phát hiện ra không? Rất là đơn giản, đó là cả ba chữ Hán này đều có chung một bộ, đó là bộ bì. Bì, cả ba chữ đều có đúng không vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cách nhớ của từng chữ hán một sẽ như thế nào nhé đầu tiên là chữ bì chữ bì này có nghĩa là vỏ hoặc là da da ở đây sẽ thường dùng với da động vật da thú mọi người nhé về cách nhớ từ này là một từ tượng hình thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau thử hình dung xem cách nhớ của nó sẽ như thế nào ở phía bên trong chúng ta có bộ này gọi là bộ hựu bộ hựu này thì có nghĩa là lại đọc là ma tạng thế nhưng mà khi hình dung thì chúng ta có thể hình dung nó là một cái tay cái tay nhá tiếp theo bộ này thì chúng ta sẽ hình dung nó là một chiếc áo khoác choàng làm bằng da thú một chiếc áo khoác choàng làm bằng da thú nhá khoác lên trên người này tướng nhỉ vậy thì cách nhớ của nó sẽ như sau người ta sẽ dùng tay dùng tay nhá sau đó thì khoác lên trên người chiếc áo khoác choàng làm bằng da thú ok đó là cách nhớ của chữ bì đầu tiên. Chúng ta đến cách nhớ của chữ thứ hai đó là chữ bỉ. Chữ bỉ này có cách đọc là kade. Từ này là từ dùng cho ngôi thứ ba là nam giới, có thể dịch là gì nhỉ? Anh ấy này, chú ấy này hay là ông ấy vân vân đúng không? Về cách nhớ vẫn là bộ bì là vỏ là da đúng không? Ở phía bên tay trái chúng ta có thêm một bộ, bộ này gọi là bộ xích. Bộ xích này nằm trong chữ hành chính là chữ y cự, đi lại đúng không? thì bộ xích này cũng có nghĩa là đi. Vậy thì cách nhớ của nó sẽ như thế nào? Anh ấy này, đi, đi đâu nhỉ? Đi săn. Anh ấy đi săn nhá. Đi săn để làm gì? Săn để lấy ra thú. Ok, lại một lần nữa nhá. Anh ấy đi săn để lấy ra thú về làm một chiếc áo khoác bằng da. Ok, đó là cách nhớ của chữ bị. Tiếp theo chúng ta đến với chữ số 3 đó là chữ ba Hán Việt của nó cũng là ba luôn nhé Từ này thì có nghĩa là sóng Sóng ở đây là sóng biển, sóng nước mọi người nhé Đọc là nam Nami Vẫn là bộ bì với nghĩa là vỏ hoặc là da thú này Ở phía bên tay trái chúng ta có bộ này Bộ này gọi là bộ gì mọi người nhỉ? Rất là quen thuộc đúng không? Đó là bộ thủy với nghĩa là nước Vậy thì cách nhớ của chữ này sẽ như sau Liên hệ với chữ đằng trước đúng không? Anh ấy đã đi săn để lấy da thú làm một chiếc áo khoác bằng da. Rồi một ngày đẹp trời anh ấy khoác chiếc áo khoác bằng da ấy đi ra biển, gặp phải sóng lớn đúng không? Sau đó thì nước nước này đã bắn vào chiếc áo khoác bằng da của anh ấy. Lại nhá. Sóng lớn đúng không? Sóng lớn, sóng đánh rất là lớn và đã có nước này bắn vào chiếc áo khoác bằng da của anh ấy. Ok, đó là cách nhớ của ba chữ Hán ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào một phần đó là phần ôn tập cách nhớ. Các bạn sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ở trên đây trong vòng 5 giây nhé. 5 giây. Câu đầu tiên này, ai đi săn lấy ra thú? Ai là người đi săn lấy ra thú? Đáp án là cô ấy, anh ấy, bà ấy hay là người ấy? Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 2 Anh ấy đúng không? Anh ấy đi săn lấy ra thú Ok chưa nhỉ? Tiếp theo câu số 2 này Nước bắn vào áo khoác da đúng không? Là do tắm này Số 2 là do trời mưa Số 3 là sóng Và số 4 là do bão Các bạn làm thử đi Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 3 do sóng đúng không? Nami Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần từ vựng cũng như là những cái ví dụ liên quan đến từng chữ Hán một nhé Từ đầu tiên là chữ bì Chữ bì có âm cân là kawa Kawa này thì có nghĩa là vỏ hoặc là da thú, da động vật vừa nãy con nói rồi đúng không? Âm môn là hi Hi Về từ vựng Từ vựng chữ này đọc là kawa Rất là đơn giản rồi này Từ thứ hai, từ này sẽ đọc là gì nhỉ? Khí chiniku. Từ này thì có nghĩa là chế diễu hay là mỉa mai nhá. Chế diễu hay là mỉa mai. Được chưa nhạc 1 Gyoza kawa kara suru. Gyoza kawa kara suru. câu 1 này. Gyoza ở đây là sủi cảo. Kawa thì là cái vỏ rồi đúng không? Tezukuri sẽ là làm bằng tay làm thủ công câu này sẽ là làm thủ công từ cả cái vỏ làm sủi cảo. Ni. Hito ni hiniku o ni hiniku o Câu số 2. Hiniku, hiniku là chế giễu hay là mỉa mai đúng không? Thì cả cụm này sẽ có nghĩa là nói những cái lời mỉa mai hay là chế giễu người khác. <laughs> chữ số 2 là chữ bỉ Chữ bỉ này có âm cưng là kare từ này dùng cho ngôi thứ ba là nam giới có thể dịch là anh ấy, chú ấy, bác ấy, bác ấy ở đây sẽ là bác trai nhé hoặc là ông ấy, vân vân. Âm môn là khi. Về từ vựng chúng ta có những từ sau đây. Từ đầu tiên là kanojo. Chúng ta đã có từ kare dùng cho ngôi thứ ba là nam giới thì tương tự từ kanojo cũng sẽ sử dụng cho ngôi thứ ba nhưng là nữ giới. Có thể dịch là cô ấy này, thím ấy này, bác ấy này, bác ấy ở đây sẽ là bác gái nhá, hoặc là bà ấy vân vân. Ngoài ra thì từ kanojo còn có một nghĩa nữa đó là người yêu. Người yêu ở đây cụ thể sẽ là bạn gái nhá. Từ thứ hai, từ này vừa có đọc rồi đúng không? Khát đấy là anh ấy, chú ấy, bác ấy vân vân rồi này. Từ thứ ba, từ này đọc là kareshi. Kareshi thì từ này cũng là người yêu, tương tự thì nó sẽ là bạn trai. Đấy nhỉ, người yêu nhưng mà là bạn trai nhá. 1. 彼女が欲しい.彼女が欲しい. Câu số 1 à, Mẫu này ở nửa năm chúng ta gặp rồi Nani nani ga hoshi sẽ là muốn có cái gì đó Thì ở đây kanojo là người yêu, là bạn gái đúng không? Thì câu này sẽ là muốn có bạn gái, muốn có người yêu 2 Kare wa donna hito ka shitte imasu ka? 彼はどんな人か知っていますかはい。Số 2 này. どんな人何人か知っていますか何人 a 知っていま人か知ってますか何人か知ってますか何人か知っていますか何人か知っていますか ?3。彼氏が部屋で待っているから、早く帰らないと。彼氏が部屋で待っているから、早く帰らないと。 Câu số 3 này. Chúng ta có từ kareshi. Kareshi là người yêu hay là bạn trai đúng không? Tiếp theo ở phía cuối câu chúng ta có một mẫu câu đó là nai to. Nai to nó là dạng rút ngắn của mẫu câu nai to ikenai bằng với nakereba naranai có nghĩa là phải làm gì đó. Thì cái cụm hayaku cự to nó sẽ bằng với là phải về sớm. Thì cả câu này sẽ dịch là gì nhỉ? À villa anh người yêu đúng không? Kareshi, anh người yêu hay là bạn trai đang đợi ở phòng, thế nên là phải về sớm. Chữ số 3 là chữ 3 đúng không? Có âm đọc là nami. Nami thì có nghĩa là sóng, sóng nước, sóng biển. Âm ôn là hạ. Về từ vựng, chữ đầu tiên thì chính là nami rồi đúng không? Là sóng rồi này. Chữ số 2 từ này đọc là tsunami. Tsunami thì có nghĩa là sóng thần, từ này rất là quen thuộc đúng không? Sóng thần nhá. Từ thứ ba, từ này sẽ đọc là Denpa Denpa Chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc tại sao ở đây âm môn là hà mà chuyển sang đây ghép với một chữ hán khác nó lại biến thành pa đúng không? Câu trả lời thì là nó biến âm các bạn ạ. Sẽ có những trường hợp mà nó biến âm như thế này và nó là bất quy tắc thế nên là các bạn sẽ phải tự nhớ những trường hợp như thế nhá. Denpa ở đây có nghĩa là sóng nhưng không phải là sóng giống Nami nữa mà nó là sóng điện thoại nhé. Ok. 1. Arashi no, wa, takai. Arashi no wa, takai. Câu số 1 này. Arashi, chúng ta có từ Arashi là dông tố, dông bão. Nami thì là sóng đúng oh. không? Nami ga takai sẽ là sóng cao đấy. À, câu này sẽ là gì nhỉ? Cái ngày mà rông bão, rông tối Thì sóng sẽ cao Ni. Tsunami de ie ga nagasareta Tsunami de nagasareta Câu số 2 này Tsunami Tsunami là sóng thần Cái động từ ở cuối là động từ nagasu nhé Nagasu là cuốn trôi Nagasareta sẽ là đã bị cuốn trôi đúng không nào? à, Cái câu này sẽ có nghĩa là Do sóng thần mà căn nhà đã bị cuốn trôi Ok Sang 電波が悪くてインターネットに接続できない Internet ni dekinai Internet ni dekinai Câu số 3 này Chúng ta có từ Denpa Denpa thì là sóng, sóng, sóng điện thoại đúng không? đêm gạo và được tệ do sóng điện thoại nó kém nó yếu thế nên là ở về đằng sau có từ xịt sư cự thì có nghĩa là kết nối nhá xịt sư cự để kỳ là không thể kết nối được câu này sẽ là do sóng kém mà không thể kết nối internet được phần cuối cùng là phần phân biệt chữ hán chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cả ba chữ hán thông qua một từ vựng và từ vựng của bài ngày hôm nay sẽ là từ khi nhi cự có nghĩa là chế diễu hay là mỉa mai các bạn có 3 giây để trả lời cho câu hỏi này Đáp án của chúng ta chính là đáp án số 3 Chữ bì đúng không? Khi nhị cử có nghĩa là chế diễu, mỉa mai nhá Ở đáp án số 1 chữ này là anh ấy, khát lệ Đúng không? Chữ số 2 là nami, là sóng Đúng không nhỉ? Ok, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng lần sau nhé Bye bye